Rồi chào cả nhà nha. Hôm nay làm món mì Ý cho hai đứa con ăn nè. Nó thèm mì Ý quá rồi. Đi ra ngoài ăn mưa quá. Mới chủng này không thôi. Rồi bật lửa này nha. Chứ bỏ bỏ xào trước đó, nó cứng lắm. Nó cũng vừa thôi. Thêm miếng đường không? Thank you.
rồi bỏ thịt bò vô nha. Thịt bò cũng ớt rồi nè. Bò mình xay nhuyễn rồi, làm theo ý của mình nha, không có văn bản lắm, không có bài bản lắm giống người ta. Làm nó giấu thịt nó mềm, cái xào trước quá cái thịt nó cứng. Bỏ miếng tiêu đi, được nó ăn cay nó cay được, bỏ miếng tiêu vô chốt luôn. Mì ý là dễ lắm, nấu vậy thôi là ăn luôn nè, mì luộc sẵn rồi. Xong một món rồi đó, xong một món cho mấy đứa nhỏ nó ăn rồi. Nhanh gọn lẹ ở nhà làm luôn, ăn sạch rẻ. Còn miếng chân cà, chế miếng chân cà vô chín thôi. Rồi xong. Rồi tắt lửa lên đĩa thôi. Tiêu lên thấy nhỏ mình ăn tiêu được rồi, bỏ vài cọng ngò lên là xong một dĩa. Rồi, bắt đầu đem ra cho mấy đứa nhỏ nhập tiệc nha mấy bạn, mấy đứa nó ăn. Coi con nói cho mẹ nghe con ngon hay không nha. Dạ. Rồi trộn lên đi con. Cái nào con không biết ăn thì con để ra ra nha. Dạ. Rồi con trộn lên đi. Chào các bạn nha con. Chào các bạn. Hôm nay mấy con ăn cái gì á? Mì ý.
Rồi ăn xong cho mẹ cảm nhận nha, để cho các bạn biết rằng con mẹ nấu ăn có ngon không nha. Giờ mình sẽ ăn cục xúc xích. Rồi, cho mẹ coi coi. Đây, cục xúc xích. Ừ. Ngon không con? Ngon. Tuyệt vời. Tuyệt vời ngon quá. Bi ngon không con? Ngon ngon. Nó bụng không không? Tuyệt vời đó các bạn. Tuyệt vời quá các bạn. Ăn đi lát hết mẹ vô múc thêm nha. Dạ. Có ăn thêm chuông cạo, mẹ chế thêm thêm nè. Và con thì mình xin các bạn đứng ăn nữa bạn. Thôi ăn đi má, mẹ chế thêm. Con quậy lên đi. Mẹ con đã biết rồi. Con quậy lên đi. Tiêu quá con ăn được không? Tiêu. Trộn mới lên. Tiêu quá mà. Đã đi. Ừ, lấy cái muỗng kìa, cầm cái tay cái muỗng bên kia. Ngon không? Ăn hấp quá trời hồi đông. Ăn hấp quá trời. Ăn ngon món mẹ làm ra ăn nữa nha. Dạ, quá ngon luôn. Quậy lên đi Bi. Good job. Ngon lắm các bạn. Giờ mình ra ăn muỗng này nhá. Ra muỗng siêu to khổng lồ. Ngấu miệng mới ăn kìa. Cái miệng nhỏ mà sao làm múc ăn bự vậy? Đâu, đi ăn coi. Đi ăn cho các bạn coi đi. Rồi thôi chào các bạn, giờ mấy con ăn tiếp. Nhớ là các bạn, wow, các bạn nhớ like và subscribe cho mình nha. Bye bye. Rồi, bye bye.